Đối với cá nhân mình ý, như mình đã chia sẻ khá là nhiều lần rồi, mình là người không thiện cảm lắm đối với nhãn hàng Sanbaimi, bởi vì mình thấy là Sanbaimi quảng cáo và PR rất rất là nhiều. Khi mà sử dụng cái sản phẩm này ở trên da ý, thì mọi người đừng hy vọng là nó sẽ có hiệu quả thần kỳ như trong cái đoạn quảng cáo mà mình đã giới thiệu cho mọi người xem nhé. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Ngay trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review một cái sản phẩm mà trong tất cả những cái bài review của mình ý, mọi người đều bình luận ở phía bên dưới là hãy review về cái sản phẩm này đi. Đây là một cái sản phẩm đến từ nhà Sanbaimi, có chiết xuất từ ốc sên và được quảng cáo rất rất là rầm rộ ở trên mạng với công dụng là có thể tái tạo và có thể là cải thiện được cái tình trạng sẹo rỗ ở trên da. Nói chung ấy, khi mà xem cái đoạn video clip quảng cáo về cái sản phẩm này ở trên mạng ấy thì mình đã cảm thấy như là wow, thật là khó tin, một cái sản phẩm serum bình dân mà có thể làm được điều này á. Nếu như mọi người xem video đấy thì mọi người sẽ thấy là cái mặt của cô người mẫu ở trong video đấy bị rỗ rất rất là sâu, và mình nghĩ rằng đối với cái làn da như vậy thì không thể nào có thể sử dụng những cái sản phẩm dưỡng da mà có thể cải thiện được tình trạng rỗ. Theo quan điểm cá nhân của mình ấy, nếu như mà đối với rỗ sâu như vậy thì chỉ có ứng dụng những cái phương pháp như là xâm lấn mới có thể cải thiện được tình trạng rỗ ở trên da. Và mọi người biết không, là Sanbaimi đã liên hệ với mình khá là nhiều lần để mình có thể review và giới thiệu những cái sản phẩm của nhà Sanbaimi đến với người xem. Thế nhưng mà đối với cá nhân mình ý, như mình đã chia sẻ khá là nhiều lần rồi, mình là người không thiện cảm lắm đối với nhãn hàng Sanbaimi, bởi vì mình thấy là Sanbaimi quảng cáo và PR rất rất là nhiều. Cái quan trọng nhất đối với một cái sản phẩm mỹ phẩm á, theo quan điểm cá nhân mình, đó chính là cái sản phẩm đấy thực sự nó có hiệu quả hay không, chứ không phải là những cái lời quảng cáo thần thánh rầm rộ ở trên mạng. Vậy thì ngay trong video ngày hôm nay ý, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm sự thật về cái sản phẩm serum ốc sên đến từ nhà Sanbaimi, là thực sự cái sản phẩm này nó có thần thánh đối với mức giá bình dân như vậy hay không nhá. Ok, để bắt đầu luôn về cái sản phẩm serum ốc sên đến từ nhà Sanbaimi, đầu tiên khi mà cầm ở trên tay ấy, thì mình đã cảm thấy cực kỳ ấn tượng đối với cái màu đỏ của cái bao bì này. Bên cạnh đó, mọi người biết không, là cái sản phẩm này nó được làm bằng một cái chất liệu nhựa cứng. Mặc dù nó là chất liệu nhựa, thế nhưng mà khi cầm ở trên tay thì mình nghĩ rằng là nhà Sanbaimi đã làm rất tốt cái khoản thiết kế bao bì của sản phẩm. Thực tế là cái sản phẩm này có bao bì rất là đẹp. Bên cạnh đó nó có một cái vòi pump nha mọi người. Cái vòi pump này thì thực sự rất rất là mượt mà. Đây mình bóp cho mọi người xem này, nó rất là mượt mà luôn. Và cái vòi pump này thì nó giúp cho người sử dụng có thể kiểm soát tốt được cái liều lượng sử dụng khi mình muốn bơm cái sản phẩm này ra tay. Mình nghĩ đây là một cái ưu điểm rất là sạch sẽ và tiện cho người dùng luôn. Về cái chất của sản phẩm ấy thì mọi người sẽ thấy rằng sản phẩm này nó sẽ có một chất gel rất là mát. Khi xoa ở trên da ấy, nó có một cái độ nhớt nhất định. Và khi mà đọc về cái sản phẩm này ở trên mạng thì mình biết là cái sản phẩm này nó có cái chiết xuất từ cái dịch chiết của ốc sên đen ấy, thì mình đã nghĩ rằng là khi sử dụng cái sản phẩm này ở trên da nó sẽ có một cái cảm giác dính dính nhất nhất như thế này, không quá là bất ngờ. Nhưng mọi người biết không, khi mà xoa cái sản phẩm này ở trên da ấy, thì nó để lại một cái cảm giác mát, thấm vào da rất là nhanh và cấp ẩm tốt. Bên cạnh đó nhá, là cái mùi hương của sản phẩm này là một cái mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng, nó pha lẫn giữa các mùi thảo mộc và có xen vào một chút cái mùi trầm trà ấy mọi người, khá là thơm. Và khi sử dụng ở trên da thì mình thấy cái mùi này mang đến cho mình một cái cảm giác thư giãn. Thế nhưng mà khi mà check bảng thành phần ấy thì mọi người sẽ thấy rõ ràng là trong cái bảng thành phần này hoàn toàn không có hương liệu nha mọi người. Tất cả cái mùi hương ở trong cái sản phẩm này nó đến từ những cái chiết xuất thiên nhiên ở trong cái bảng thành phần, nó mang lại cái mùi hương thơm trong cái sản phẩm này. Và ở trên website của hãng Sanbaimi thì mọi người sẽ thấy được rằng là cái sản phẩm này được quảng cáo với hai hoạt chất chính. Thứ nhất đó chính là dịch chiết từ ốc sên đen, và thứ hai nữa đó chính là một cái hợp chất có tên gọi là Chusisa. Có thể là mình đọc không hay, mình sẽ để tên ở phía bên trên này cho mọi người được biết nhé. Vậy thì đối với hai cái hoạt chất này, đối với dịch chiết từ ốc sên đen ý, thì sẽ có khả năng là phục hồi da. Và bên cạnh đó là Chusisa ý, hợp chất này thì sẽ có khả năng là tăng cường sức mạnh cho làn da, hay nói một cách đơn giản dễ hiểu là sẽ làm cho làn da các bạn khỏe mạnh hơn. Và nếu như mọi người quan tâm về các thành phần mỹ phẩm ý, thì mọi người sẽ biết được rằng là dịch chiết từ ốc sên rất nổi tiếng trong giới chăm sóc da, bởi vì trong dịch chiết của ốc sên đen ý, thì có chứa hyaluronic acid này, protein này, allantoin này, và còn chứa các loại peptide khác nhau có khả năng là nuôi dưỡng tế bào sống và kích thích sự phát triển của tế bào, giúp tái tạo cấu trúc da hiệu quả và một phần nào đó giúp kháng khuẩn ở trên da. Cho nên khi sử dụng những cái sản phẩm có chứa dịch chiết ốc sên đen ở trên da ý, thì mọi người sẽ thấy là cái làn da của mọi người được phục hồi, và bên cạnh đó có một chút xíu là nó sẽ giúp cái làn da của mọi người được dưỡng ẩm và chống lão hóa. Đó chính là lý do vì sao mà nhà Sanbaimi quyết định lựa chọn dịch chiết ốc sên đen để ứng dụng vào trong sản phẩm này. Khi sử dụng cái sản phẩm này và cầm cái sản phẩm này ở trên tay, bên cạnh đó mình có cái bảng công bố của sản phẩm này tại Việt Nam, thì mình có thể biết được những cái hàm lượng
thực chất ở trong cái sản phẩm này như thế nào, để có thể chia sẻ đến người xem cái nhìn chân thực nhất về công dụng của sản phẩm này. Khi check cái bảng thành phần của sản phẩm này ở trên mạng bằng nhiều các cái phần mềm khác nhau, mọi người sẽ thấy là cái bảng thành phần của sản phẩm này rất là đẹp. Nó chỉ có duy nhất một cái chất có khả năng kích ứng ở trên da, đó chính là phenoxyethanol với hàm lượng là 0,4%, và đây là một cái chất bảo quản. Mình nghĩ rằng ấy là mình thích cái thành phần phenoxyethanol này hơn là paraben nha mọi người. Paraben là một cái hoạt chất có khả năng bảo quản và kháng khuẩn tốt, thế nhưng khi sử dụng ở trên da thì nó có khả năng gây kích ứng ở trên da. Cho nên theo quan điểm cá nhân mình ấy thì mình vẫn thích là phenoxyethanol hơn, và bên cạnh đó thì cái hàm lượng 0,4% phenoxyethanol ở trong cái sản phẩm này theo như quan điểm cá nhân mình là chấp nhận được, và khi sử dụng ở trên da thì mình không hề thấy nó xảy ra cái tình trạng kích ứng gì ở trên da mình cả. Nếu như nhìn vào bảng thành phần ấy thì mọi người sẽ thấy là trong cái sản phẩm này nó chứa lên đến 90% đó chính là nước nha mọi người. Cho nên khi xoa ở trên da mọi người sẽ thấy cái chất gel của sản phẩm này ấy, nó tan trên da khá là nhanh và nó mang lại một cái cảm giác rất rất là mát. Khi xoa ở trên da mọi người sẽ thấy là nó cấp ẩm và thấm vào da rất là tốt luôn. Đối với những bạn nào da khô khi sử dụng cái sản phẩm này các bạn nên có một cái bước khóa ẩm ở phía đằng sau. Còn đối với những bạn nào có làn da hỗn hợp thiên dầu cho đến dầu ấy, khi sử dụng cái sản phẩm này ở trên da mọi người sẽ cảm giác rất là mát lạnh và thoáng ở trên da, nó không phải kiểu bí bách ấy. Cho nên mình nghĩ rằng đối với kết cấu như vậy nó sẽ phù hợp đối với rất nhiều loại da. Đứng thứ hai của bảng thành phần ấy sẽ là butylene glycol và chiếm lên đến là 3,5%. Cho nên khi sử dụng cái sản phẩm này ở trên da mọi người sẽ thấy là cái sản phẩm này cấp ẩm rất là tốt ở trên da. Có một thành phần mà mình rất là thích nữa, đứng thứ ba, đó chính là niacinamide, có hàm lượng là 2% nha mọi người. Và niacinamide hay còn gọi là vitamin B3 đã quá nổi tiếng đối với công dụng đó chính là chống lão hóa và làm sáng da. Cho nên khi sử dụng những cái sản phẩm có chứa niacinamide ấy, theo thời gian dài mọi người sẽ thấy là cái làn da của mọi người sẽ sáng lên nhẹ nhàng, và bên cạnh đó nhá, nó cũng sẽ làm cho cái làn da của mọi người ít bị kích ứng hơn. Đứng thứ tư của bảng thành phần ấy sẽ là một chất dung môi, và đứng thứ năm của bảng thành phần thì mọi người sẽ thấy đó chính là dịch chiết từ ốc sên và có nồng độ là 0,88%. Và đối với cái dịch chiết ốc sên ở trong cái sản phẩm này thì nó sẽ hỗ trợ một phần nào đó giúp làm cái làn da của mọi người được phục hồi và giúp những cái tổn thương ở trên da tái tạo nhanh hơn. Nhưng mà mình nhấn mạnh nhá, khi mà sử dụng cái sản phẩm này ở trên da ấy, thì mọi người đừng hy vọng là nó sẽ có hiệu quả thần kỳ như trong cái đoạn quảng cáo mà mình đã giới thiệu cho mọi người xem nhá. Khi mà sử dụng cái sản phẩm này ở trên da, cái khả năng phục hồi và tái tạo vết thương nó chỉ hiệu quả đối với những cái vết thương mới thôi. Đối với những cái vết thương mới hay là những cái vết mụn mà mọi người mới nặn xong, mọi người sẽ thấy là cái tốc độ tái tạo da nó rất là nhanh, những cái nốt mụn nó nhanh lành hơn và nó sẽ mờ thâm nhanh hơn nha mọi người. Thế nhưng mình khẳng định lại, nếu như mọi người muốn mua cái sản phẩm này để sử dụng mà nó cải thiện được cái tình trạng sẹo rỗ ở trên da thì mình khẳng định là nó không có hiệu quả đối với những vết sẹo đã lâu và những vết sẹo rỗ quá sâu nha mọi người. Bên cạnh đó, ở trong cái bảng thành phần này còn có một cái hợp chất mà mình khá là thích, đó chính là cái hợp chất chuchisa. Và hợp chất chuchisa này thì chiết xuất từ 3 loại thực vật thiên nhiên, thứ nhất là ngải cứu, thứ hai là tràm trà và thứ ba là rau má. Với hợp chất chuchisa này, nó sẽ giúp cho cái làn da của mọi người tăng tốc độ phục hồi ở trên da và bên cạnh đó giảm thiểu kích ứng ở trên da. Trong bảng thành phần ấy còn có allantoin giúp tái tạo tế bào da, và bên cạnh đó còn có chiết xuất từ xô thơm giúp làm dịu và làm giảm tổn thương ở trên da. Trong bảng thành phần ấy còn có chiết xuất từ vỏ cây liễu. Đây là một thành phần BHA tự nhiên có khả năng tẩy tế bào chết ở trên da, thế nhưng mà cái nồng độ chiết xuất từ vỏ cây liễu ở trong cái sản phẩm này nó chỉ là 0,0004%. Cho nên là hãng có chia sẻ là cái sản phẩm này sẽ giúp hỗ trợ một phần nào đó giúp làm tẩy tế bào chết ở trên da. Thế nhưng mà mọi người lưu ý nhé, là mọi người đừng hy vọng rằng cái sản phẩm này nó sẽ giúp hỗ trợ điều trị mụn ở trên da. Chốt lại với công dụng của sản phẩm serum chiết xuất từ dịch nhầy của ốc sên của nhà Sunbymi ấy, thì mọi người nên nhìn nhận cái sản phẩm này đơn giản là một cái sản phẩm có khả năng dưỡng ẩm ở trên da rất là tốt. Kết cấu mỏng nhẹ, mát, thấm nhanh vào da và phù hợp đối với nhiều loại da. Bên cạnh đó là bảng thành phần của sản phẩm này đẹp, ít gây kích ứng ở trên da, không có cồn, không có hương liệu, có khả năng dưỡng sáng da nhẹ nhàng giúp hỗ trợ làm lành những cái tổn thương ở trên da. Và mọi người lưu ý là nó hỗ trợ và giúp phục hồi những tổn thương mới. Cho nên đối với giá là hơn 300.000 cho cái sản phẩm có dung tích là 50ml như thế này, đối với cá nhân mình là mình cảm thấy hợp lý và mình sẽ recommend cho mọi người sử dụng sản phẩm này. Điều duy nhất mà mình không thích đó chính là hãng Sunbymi hơi thần thánh quá về cái sản phẩm này, và bên cạnh đó là những cái đoạn video quảng cáo ở trên mạng sẽ làm cho mọi người hy vọng quá nhiều
về cái sản phẩm này. Kéo theo một cái việc đó chính là khi mà sử dụng cái sản phẩm này nó không mang lại cái hiệu quả thần thánh như quảng cáo ấy, thì mọi người sẽ cảm giác là cái sản phẩm này nó không được như kỳ vọng ấy. Cho nên là mình hy vọng rằng ấy, mọi người sẽ có cái nhìn thật là chân thật đối với sản phẩm này. Nếu như mọi người hỏi mình ấy là mình có thích cái sản phẩm này không, riêng nhìn vào cái bảng thành phần của sản phẩm này ấy, thì mình đã rất là ưng ý. Đó chính là lý do vì sao ấy mà cuối video ngày hôm nay mình có lên đến là 5 phần quà giveaway để dành tặng cho mọi người. Mỗi phần quà sẽ là một chai serum như là mình đang có ở trên tay như thế này. Và thể lệ tham dự giveaway lần này như thế nào như thường lệ thì mình sẽ đặt ở ngay bên dưới phần mô tả video để mọi người cùng tham gia nhé. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và mọi người nhớ nhá, đừng quên follow fanpage Võ Hà Linh cùng mình để cập nhật những kết quả giveaway. Và bên cạnh đó là tham gia vào group review chân thật và beauty tip của mình để có thêm nhiều kinh nghiệm làm đẹp nha. Và mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.